hành rồi. Dạ. Dạ bẩm hữu hậu. Tham mưu khanh. Dạ. Mưu sự như thế nào? Dạ. Tả cung đã lâm bồn chưa? Dạ bẩm lĩnh bà, tả cung đã lâm bồn rồi đó bà. Đã lâm bồn rồi à? Dạ. Dạ mà nhưng sao? Dạ mưu sự ta đã bất thành rồi. Tại sao? Dạ dạ trong khi đó thì có Mạnh Dương Phi nhúng tay vào cái chuyện này. Mạnh Dương Phi à? Dạ. Mạnh Dương Phi. Dạ. Mẹ của ta, người đã lai kinh rồi sao? Dạ dạ, Dương Phi đã lai kinh rồi đó lĩnh bà. Dạ, nhưng mà Mạnh Dương Phi đã phá vỡ âm mưu của chúng ta rồi. Dạ vừa còn mà còn vừa qua đã cứu gia quyến của họ Hùng đó lĩnh bà. Mẹ của ta, nữ cầm dao trao cho người cắt ruột, thì ta cũng phải đành lỗi đảo làm con. Dạ dạ, đó là cao ý của lĩnh bà là tả cung đang được sự chở che. Dạ. Ta không nên giết dội. Dạ. Chỉ còn một cách là sao chị hả bà? Ta phải ra tay tận diệt cống Dương Hoàng chính Âu Chúa nơi điện vàng đang bị sự chở che của mẹ ta và Thái hậu đứng sanh bị rối sống cho ta. Nếu hạ lệnh xét cô mẹ lỗi điềm hiếu đạo, thân xác này do mẹ cha kết tạo, ta không thể nào bất nghĩa vô nhân. Chưa Mạnh Dương Phi, xin Dương Phi nghĩ lại. Như cháu đà, đó là cho để Dương quyền cái lấy mạng sống của lĩnh bà như mày chỉ mành treo chuông. Phải kiên gan cũng phải tan dần, cả kiến trung thần phải quốc hận vi gian. Cao ý của lĩnh bà là ta. Dạ. Ta sẽ ngự giá Nam Thanh Cung. Nam Thanh Cung để đối diện cùng thân mẫu. Hay hay lắm, lĩnh bà hay lắm. Bình tĩnh. Nè. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Trời cao ơi, bài xa chi sầu quá kia, thương nhớ con khờ con. Trời cao ơi,
quan khiến đeo mang tình tơ trái ngang. Âu Quân, giờ này con đang ở đâu? Con nghe mẹ gọi tên con từng giờ hỏi từng phút. Dạ, con xin cảm ơn. Ma ra tới rồi. Màu hồng, mẹ biết con. Màu hồng ơi, Âu Quân hiện giờ đang ở nơi đâu? Mẹ hãy nói cho con biết, con đang ở đâu hả mẹ? Mẹ biết con đang đau lòng ruột khi phải xa lìa một đứa con thơ dại. Nhưng con ơi, vẫn còn đáng mang, con hãy an tâm đi. Mẹ đã giữ vững tử hoàn cho con rồi. Con đừng buồn. Đứa trẻ mới của tôi, tại sao, tại sao lại phải bắt con lìa xa mẹ? Con ơi, tại trời già cái nghiệp, cho nên khi mỗi người hoàn cảnh mẹ khuyên con hãy giữ già bền lòng. Mẹ biết phải làm sao khi bị giao lòng hành tan nát cõi lòng không nói thành câu. Con trẻ lớn lòng mẹ chẳng kể bên chăm sóc Âu Quân dù chỉ một ngày, không thấy được hình hài của con. Tôi có là điều chi đến rồi, sao bao cái quan đổ ập lên đầu. Tôi chỉ cầu mong con mẹ thương phục, cầu xin cho gặp con yên lòng đi, đừng buồn nữa. Nhân sĩ, mở cửa cho bà đó nha. Hãy nghe lời mẹ đi con. Dạ. Kẻ hèn này xin bái kiến lĩnh bà. Bà còn đến đây để làm gì nữa? Đồ bự quá, lấy là canh bà nhỏ. Tôi mất rồi giả hay sao? Chót hả? Bà còn đến đây để giả nhân giả nghĩa điều chi? Hãy đi ngay, tôi không con muốn gặp mặt bà dù chỉ một giây một phút. Lần con bà ơi, lần bà ơi, phi giao nó làm cho gia đình bà tan nát. Bổn phận làm mẹ làm cha phải nói làm sao đây? Chỉ xin lãnh bà mở lòng thứ tha cho con dạy nó đêm lòng tắt tay. Con ơi, lãnh bà ơi, hãy nghe lời mẹ mà thứ tha cho Mạnh Dương Mi. Không, lãnh bà ơi, tôi thề với lệnh bà, tôi sanh con chứ tôi không dễ sanh lòng bái con không. Nó đã gây gia đình bà tan nát, đau đã tốt nhau mẹ của nhìn
một mối thương cùng thằng gia lần bởi màu hồng. Mẹ không hiểu được nỗi mất con đau đớn sâu xa, mẹ con đau khổ vì xa lìa con dài. Ơi, hãy thương cho thứ tha cho sân giới đã lần bà dâm má đã nói về mãi quan chớ nên bay điều gì người bao tất dập rồi cõi nơi đây quý không tha. Lấy cái chết để mà rửa sạch thù sâu, nó phi giao nó để cho gia đình lính bà tan nát. Giờ nay đây sống chi thêm nhục, thà tuổi đời ta đành cam dân xuống. Mạnh Dương Phi hãy đứng lính bà. Nếu linh bà chẳng chịu tin tôi, xin nguyện lấy cái chết để mà khỏi hận mình dưng mi. Xin giỡn nên quyến sinh lòng tôi nào đâu gây hoang, nhưng nghĩ cho thân tôi giờ đây số phận mẹ đây nhìn thấy con lệ đâm tuôn tràn. Linh bà ơi, đông cung thái tử hiện bây giờ sống chết ra sao? Tôi chỉ mong sao gặp lại con tôi, còn công hầu khánh tướng tôi không mời. Mong chẳng đối phương tư tình dứt đoạn, con chẳng kể bên tôi sống nữa làm gì. Con hãy nghe lời mẹ an tâm, đừng lo ngại điều con thơ thất là. Mẹ đi nhất định bảo toàn cho thái tử quan hồi cung dương. Mạnh Dương Phi, dạ xin người hãy tha lỗi cho tôi, bởi quá hay quan nên mới sanh lòng oán hận. Linh bà giận đúng, linh bà giận phải. Con mà người ta bắt con mình xa mình mà ai chẳng đau lòng. Nhưng mà nhưng linh bà ơi, linh bà an tâm, vì phu quân của tôi đi tìm thái thượng hoàng, một ngày nào trở về chung hoàng cung sẽ trị tội phi giao ngất nữ. Bạch Dương Phi, điều chi? Điều chi? Dạ, con thay giang bà thuật xin nhờ ý kiến. Thay giang bà thuật lên bà vào trong. Con không vào trong. Hãy cho vào.
mời Mạnh Dương Phi hãy tiếp Kiều Dương Nhiếp Chinh. Vậy thái giám chẳng hay điều chi, mời lĩnh bà. Đứng hai bên. Sẵn bên mình có một gia
danh y. Phiền mạnh dư vi ở mãi nơi này lo chẩn mạch cứu nguy. Khi nào tròn phấn sừng giao triều nghi phủ mệnh, phong tỏa Nam Thanh Cung. Phong tỏa Nam Thanh Cung. Ở đó mà tức học máu đi bà, khép cửa suốt đời thành gái già đi, hai cái bà không biết thời thế. Con ơi, con ơi, gây chi đau sâu để xuống sàn khó nắng lệ rơi. Bình trị gian sang lấy gương đời của võ tắc thiên mà giờ ngậm đắng nuốt cay. Con nói lòng như đeo cách nghẹn ngào đứng kêu trời
dương. Phút giây này tôi cũng nếu tôi có ra sao nhờ lệnh bà Năm coi chăm sóc chiếc cơn già từng mà như quê mau trở lên. Đại huynh, bao tháng năm tăng trần, qua suối ta qua đèo, vượt ngàn trùng gian nguy, lòng mà này không than, mong sao tìm cho được thái thượng quan trở về. Ta tất dầm bán rộ lòng ngàn thì ta xa chi đời ta, cầu mong gặp thái thượng hoàng người lại kinh xử tội phi giao. Đại huynh, chúng ta tiếp tục lên đường để tìm thái thượng hoàng trở về cung nội. Hiền đại ơi, mấy ngày nay chân rung gối mòi, ta khó thể tách dầm bao phi về đây. Sợ cho mình bỏ mạng nơi đây rồi ai cùng em. Nghe mấy lời người than mà lòng em như ai xé ai dò, khi ta lướt dầm băng ngàn bởi do con trẻ gây ra mà thảm cảnh lệ rơi. Còn ăn sức mỏi hơi tàn, khó cùng em lướt dặm băng ngàn. Ráng lên đường cho kịp, trời đã xế hoàng hôn. Ráng lên đại đại ơi, ráng lên. Chắc anh không còn đi được nữa. Nếu có mệnh hệ gì, em hãy để anh ở lại nơi này. Không được. Mà em vẫn tách dặm băng ngàn, tìm cho được thái thượng hoàng. Đừng nói thế, không nên. Cứu nguyên trào đang hồi suy di. Đại huynh, đừng nói thế. Đừng là đừng kêu than, ráng lên đường xa xăm. Bao nghi hiếm kề bên, không nại gian nguy băng ngàn trùng. Tâm trung càng thế không đổi tay, quyết tâm cuồng bỏ triều nguyên. Nhưng vì khó khăn dăm ngàn bước chân, anh sợ khó bên
không bao giờ lo sợ. Dù cho bao tố phong ba lòng này không quán ngài chỉ thương cho đại huynh ta kỹ sức hơi tàn. Đại huynh đang cất bước dời chân ta tìm thái thượng hoàng. Nhưng anh khó gượng cùng em cất bước, trọng trách sang hà xin giao lại cho em. Trời ơi nghe mấy lời đại huynh thở than, trời đất ngỡ nhiên cơ đồ vườn sụp đổ. Báo giặc loạn biên cương ta dẹp tan, đường chinh chiến thì báo loạn hoàng cung tay biên tử bao giờ. Quán trên cao dài vì sao vừa thái dương tai nạn, còn anh chẳng bỏ mạng nơi này, kho cùng em dặm ngàn lưỡng sông. Tha lỗi anh không cùng em thủy chung. Trời ơi nghe bấy nhiêu lời đại huynh trăng trôi, mà làm lòng em đây như ai sẽ ai dò. Trước mặt anh chỉ còn một mặt đại huynh, chắc anh không còn đủ sức để cùng em đi rồi. Đại huynh ta đã thề cùng vào sắc ta tớ sao nữa, đường đời là để một mình bơ vơ. Lên lên đại huynh nhớ giữ lời hứa của anh, nếu anh có mệnh hay nào thì em phải làm đâu đại quân, phải tìm cho gặp thái thượng hoàng dù ở chân trời không bể. Đại quân, đại quân thoáng thoáng nghe mấy câu đấng trung na thần, tim ta đây dường mũi sáng kim châm. Tình đại huynh có nhau không rời xa, sao được quan sát nỡ đi một mình. Đã lưu sống cùng nhau, đã tuyên thề sống chết cùng nhau, giờ này anh phải cam thân hiện đây khá mau gần ngàn. Bơ đến chung càng càng công ma lên, tìm cho ra đất minh ma quân xứ ngay giặc. Không còn kịp nữa đại quân. Đại quân trời ơi đất trời như sụp đổ, ta phải biết tin sao đây khi mà một kẻ hùng anh phải cam tuyệt mang nơi này. Thôi rồi, ơi đại quân, nghe em cả tiếng kêu trời, mau tỉnh lại dương trần ta cân bước dời chân. Hỡi bới trời cao sao bài chi quan nghiệp, nửa đoạn đường đành mà phải chia đôi một mình. Em tận chốn rừng sâu, biết tìm đâu thái thượng hoàng đã xa biệt. Trời ơi cầu khấn phân trời, thương xót đấng trung hiền đừng quý mang giống thân. Đại quân, đại quân ơi, đại huynh đã lìa xa dương thế, em cũng đã sức kiệt lực tàn, nhưng bởi vì giận mãn nguyên ban
em phải gan gượng tìm tay Thượng Hoàng về từ phường Nghiệt Chủng. Đại quân, hãy mau chầm chầm chờ đệ cùng theo. Mấy ngày trời giữa suối băng đèo, lương thực cạn, sức người đà mỏi mệt. Bao nhiêu ngày qua ta cố công lặng thiền, hương chúng hiện nay tan qua ta cơ. Xin hãy chăm mà chờ, ta cần bước cùng mà theo âm đi có nhau. Trời cao sao nở gây chia lìa, núi tàn âm dương em đây lẽ lội chốn chương tận. Sức kiệt lực nhà ta làm sao kiếm ra đấng minh na quân. Giờ này đây quỷ sinh na ơn trời gửi lời hiền thế quê nhà chờ tính ta về đoàn viên. Giờ đây cách gì ta đây sống chi dừng tay lại bảo hòa phò mã. À vậy, ta đã chết hay là đã còn ở dương gian? Kìa, Thái Thượng Hoàng! Vì đường xa xa xôi mệt nhọc, nên hùng tướng quân đã bất tỉnh, lọ nước này cứu mạng hùng gia. Ta tạ Thái Thượng Hoàng. Phục vụ hào đại quân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đại quân. Đại quân, mau hồi tỉnh. Hiền đệ, đại quân, ai của ta sống ở dương trần, khả nô lại cho anh được biết. Đại quân hãy nhìn kỹ, xem đây là ai rồi sẽ biết. Thái Thượng Hoàng, ta miệng lệ hai khanh hãy đứng lên. Thái Thượng Hoàng ơi, trên ơn sư đã tiên đón, diệt triều ca ta rõ nguồn cơn. Vậy tất cả hãy theo ta trở lại nguyên trào, lập công đồng hài tội phi giao. Dạ, vâng lời Thái Thượng Hoàng chỉ dạy. Mời. Mai qua hiền đệ, như là như vậy là triều nguyên có cơ đồ cứu vãn rồi. Phải. Còn bây giờ chúng ta mau cất bước cùng Thái Thượng Hoàng lai kinh. Được, mời đại quân. Để đại diều đại quân coi chừng bị té. Quốc là nước, gia là nhà, muốn trị quốc phải thề gia, câu thề gia cần tiên trị. Ngài nói nữa đi ngài, ngài nói nữa đi ngài, hay lắm đó ngài à. Râu bạc sao quỳ dưới đất, tóc xanh lại đứng trên cao. Hay, ngài nói nữa đi ngài à. Cây cao thường gặp bão, cỏ thấp chẳng núng nao. Hay lắm. Ở chả mi nè, đâu còn hát mi. Chẳng con anh Hùng,
Mà ở đây nuôi dưỡng cùng thầy vậy? Dạ có thưa mẹ. Con có ăn học hả? Dạ. Đâu có, thầy dạy con như thế nào hãy phân bày cho mẹ được rõ. Nè, thầy dạ. Dạy cho con múa đường siêu. Vậy con hãy mau múa đường siêu cho mẹ xem thử. Dạ. Múa cho thầy coi cho con. Làm sao cái cách phi giao nó gây ác độc kinh hoàng. Vì đâu nghịch cảnh giang sáng nữa, lòng phi giao sao ác độc vô cùng. Mình đế để giết phường gian ác, bảo vệ trung thần khỏi cảnh ác ngọc trăm châu. Tả hậu hoàng lệnh thất chịu buồn đạo, mẹ và thái hậu nam đánh cung sầu lai lan. Nuôi dưỡng ngẫu quân để định hồi liên ca, khi họ hoàng vì phi giáo ác nơi.
có phải thế không chịu đệ? Nhớ Quỳnh biết tính nó sao à? Đây khi mẹ hiền nơi nào à? Đi cạnh nhói thương à? Tâm chân thương à? Tâm chân chi à? Đi tâm nỗi buồn. Giờ phải biết làm sao cho gian sang đành nghe. Ai biết xa trường thì ngôi bao sẽ về đâu. Lão quan và tẩu tẩu hãy an lòng chờ trong tôi tìm kế định liêm. Vậy thì ta vào tận chung hoàng cung danh mặt chỉ tên cho phản loạn quýnh. Quốc cụ ơi, đừng báo động quy quyền tiến dưỡng sao tịch nội gia miệng thế chê cường. Lão quan, lão quan, khu vụ đất dân tâm tức đạo làm người. Chỉ lầm lỗi có mẹ cha chỉ tội, kẻ tôi đồi nghiệp quốc sẽ không tha. Lão quan, lão quan ơi, bao lỗi lầm chỉ đã gây ra, chẳng lẽ đây còn đành tại ngơ mắt lắm. Xin hãy giảng và chớ bằng tâm chi, rồi ta sẽ tìm cách cứu sang hà. Thôi, tất cả hãy bình tâm, và tôi đây sẽ tìm phương kế mưu giải thoát. Cầu mong trời ban điều dịu dịu để cứu sang hà thoát khỏi cảnh phi giao. Thôi lão quan và tẩu tẩu, chịu đệ hay vào trong an nghỉ để tôi suy tính định liệu. Thôi được rồi, lão vào trong an nghỉ. Chịu đệ em cũng vào trong luôn đi. Hãy vào trong với Lăng Quân. Hãy vào đi. Ôi đêm nay sao buồn quá, biết định liệu phương nào để giải cứu cho sang hà gặp cơn nguy biến. Mẹ cha có hiểu trong tấc lòng của con. Trời ơi, hiền tỷ đã gây ra bao điều đau khổ để cho nước nhà gặp cảnh nguy nan. Trung thần rồi đây còn ai nữa. Xót xa cha ơi.
đồng nhối đau. Tìm cái gì giờ đây lệ xót xa. Ta phải cam giờ đây tâm từ xuống xa, ôi trời cao có hiểu cho chăng cha mẹ cha mẹ lòng nghe đau nhói, tâm hồn ta như nát tan. Tìm kế phương nào, tâm tư rối tơ, biết kế phương nào mới trời chứng cho. Ba đây giờ nơi đâu, chán trơn cao dài chứng cho. Vạn con đều kể chi, cho dân nhà nước non lâm đồng pha. Giờ tình yêu thương sao xót xa trong tâm hồn, trời đã nỡ sao ngay chi trái ngang đau lòng. Ôi biết làm sao đây, nhói đau nhói nhói đau lòng ta. Nhói lòng ai gây cách biệt đoạn tình để quên vì bởi ai gây trái ngàn lầm than buông dân sầu khổ gieo vào nghiệp qua. Ơi cao xanh ông nở bài cách na chia ly thắm tình giờ mẹ đang khổ lòng còn đang nhói bời. Ơi ơi cao dài tiên xuôi lá lá đành đôi ngã vì ai gây trái ngàn lòng còn nghe nát ta. Ơi 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 cao dài sao bài hoàng thiên dân mắt ơi ngay vì đâu bể dấu thương sâu Lâm Quân ơi hãy uống chén thuốc này cho ấm lòng Lâm Quân. Chuyện gì chịu đệ? Ơi trái ngang gì đâu có ai nỡ gieo ly phiền sầu vì cách nâng có tâm lòng ngài.
mà anh ấy không hiểu? Chuyện gì? Chuyện gì mà làm cho em hốt hoảng như thế chứ? Em hãy xem tâm tư ôi người cũng ngã cả. Ha! Tâm sâu! Lòng buồn tâm sầu tâm bất phàm lòng ai gây chi ai nghĩ nói sầu lòng xót xa đau ôi tim lòng ta sao tâm đành phải nhớ chồng từ đây trời ơi. Dù gặp cảnh bế dâu hãy nên cấm tâm chớ nên âu lo buồn thương vì ai mà đang tan nát. Trời cao hỡi tài ra giờ thì tâm phải mà tôi cánh chia hồng sầu sâu bất phát nhưng ta vẫn vui lòng vì ta đã tìm ra mưu kế quyền giết phi giao cứu mạng dân sinh. Hiền đệ ơi hãy chờ đại ca về đây ta cùng nhau bàn luận tìm kế sách và ta đã tìm được kế sách đó để giết phi giao hãy cứ yên lòng. Lão quan tẩu tẩu lão quan lão quan tẩu tẩu lão quan xin đừng lo vì tâm sầu bạch phát cho nên tôi đây đã tìm được kế thần phải. Bây giờ hãy vào trong chờ đại ca về đây rồi chúng ta cùng bàn luận kế mưu. Dạ thiếp mừng mò má mở về, xin mời phụ quân vào trong an toàn. Nè thì cứ ta nói gót theo sau kinh dân. Phụ quân
và kính bẩm cùng phụ quân. Xin vua tướng cho tiếp hỏi vân qua đầu đôi ngụm về, chẳng hay chàng đến đây chào cả chúc thử, có thì tì hai tòa vân qua cho tiếp rõ đuôi đầu, chẳng hay chàng kiếm được cha phân ở bên về nơi chúng chào ca. Ta với ải quan cùng vì bất sự, ta gặp cha già và ba phụ, gặp được cha già nghe tin phi giao lộng hành sẽ xử tội phi giao, vì đã mời được thái thượng hoàng lập má công đồng xử tội phi giao. Vậy là chàng đã mời được thái thượng hoàng à? Kìa, kính chào đại huynh. Hiền đệ, đại huynh, đại huynh, tại sao, tại sao mà hiền đệ tâm sầu bạch phát? Đại huynh, đại huynh ơi, vì chuyện nước lầm mà nên em đã thức trọn đêm này tìm ra kế mưa để cứu mạng bao người. Và em tôm sầu bánh bát giờ đây nhưng đã tìm được kế mưa, anh chớ nên đau buồn mà hãy cười vui lên đi. Chuyện nước non em tôi thảm bại, sao giờ tân xác ngã ôi tàn nát tâm hồn, làm đau đớn lòng anh. Đại quân, hãy bình tâm chớ nên sầu lụy, em tìm kế mưu giết hại phi giao rồi, giờ đây ta hãy thi hành kẻo không kịp mà đến nơi. Đừng hành động có chừng mang nhiều tiếng dữ, vì cha già đã mời được thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng, người nghe qua phẫn nộ tâm can, ba hôm nữa đăng đạt lập công đồng giữa bể rồng xử tội phi giao. Đại huynh, dù cho thái thượng hoàng nhập điện cũng không thể nào làm cho phi giao lung lay được, phải có ba kế mưu của em mới thành công được. Rồi kế mưu thế nào thì để hãy phân qua. Kế thứ nhất, điệu hổ ly sơn. Kế thứ hai, dĩ độc chỉ độc. Kế thứ ba, tóm gọn trong tay, bọn gian tặc sẽ xa ngay diệu kế. Hay, hay. Bây giờ điều thứ nhất là chúng ta phải tôn đồ mang hương phục lên làm vua. Được làm như thế, di cánh của bọn chúng sẽ gây ra xáo trộn, thế là bọn chúng đã giúp ta chức phế phi giao. Dần đó ta thịnh thái thượng hoàng nhập điện, bắt đồ mang hương phục và mã thuận thái giám quan. Hay lắm, hay lắm, hay không? Hay, hay lắm. Nếu thế thì ta đi ngay vào trốn triều ca để đem kế mưu này, chỉ mong sao thành công ăn voi trời cao danh chưng, rồi đây sẽ thành công phi giao không mạng toàn. Ta có bước ra đi đến trận điều ca nào, mời dạ, dạ mời ngài, dạ mời ngài, dạ mời ngài, mời ngài, mời quốc tử, dạ dạ mời ngài. Ô ngài đẹp quá, đẹp quá, mời ngài lên ngôi à. Ngài quốc tử ơi, dạ được rồi, để chậm, để chậm đúng không? Dạ. Để chậm đi lên, lên làm vua ấy vậy. Dạ, mời ngài. Rồi vàng ban bạc thưởng quốc cửu ơi. Ngài ngồi đi ngài. Chậm đâu á?
chấm đâu có bạc với các khanh đâu bây giờ. Này, này, dạ, đến giờ rồi ta phải lên ngôi. Tướng ngài gì phải làm vua. Ngài yên tâm tôi sẽ khuôn phò. Đất nước này muôn đời ấm no. Và ngài đây sẽ làm vua hoài hoài. Nè, sao? Nè các khanh. Hay quá. Nè, mời các khanh an tọa. Dạ. Cấm vệ quân. Quân túc vệ hai hàng bảo giá. Ủa chứ dạ, ờ. Quân túc vệ vậy. Tướng quan nhập tiền. Bây lùa, bây lùa. Vô, vô. Thái tướng quan nhập điện. Bình thận đội ơn Thái Thượng Hoàng. Ta đã trang cảnh vàng son sa mạ, nên tìm nơi sơn giả ẩn tu. Chuyển sang hà làm rỗi công phu, cực lòng trẫm về đây nghỉ. Này bá quan nghe lời trẫm phán. Dạ. Giữa triều ca thiết lập công đồng. Trực điện quân lập công đồng, đưa bọn tội nhân vào kiểm loan điện. Quỳ xuống. Em rất tiền ra. Ở tù cũng làm điệu nữa. Ông hoài còn mua bóc. Hai người hưởng lộc chúa, sao manh tâm phản chúa. Thọ ân vua lại trở mặt hại vua. Vua bất minh phải tìm cách can ngăn. Có ly đâu, có lý đâu bài kế độc để hại người. Trực điện quân, dạ, mau giam hai kẻ này vào trong ngục lạnh. Bỏ đói có mấy ngày tóc vẫn đứng. Còn hôn quân vô đạo và ác hậu phi giao, sao chẳng thấy kim trào thọ tội. Nghịch nhi xin bái mạng phủ hoàng. Tội nhi kính chúc an khang long thể. Ta miễn lễ tất cả hãy đứng lên. Đội ơn phủ hoàng.
ảnh tôn. Ta tin tưởng mi mới trao quyền xã tắc, trị sang hà đức độ an dân, lập tả cung hổ hậu thành thân. Nhưng không ngờ mi mê đâm sát thương gây bạo động, tội thứ nhất giết tôi Lương Đông, tội thứ nhì giam vợ hại con, tội thứ ba phế bỏ nước non, nắm quyền dương mà đạo lý không còn. Giữa công đồng truyền trước phới anh tôn võ đạo quân đem ông chúa lăng trì giảng đoạn. Nội tổ ơi hùm giữ cho non ăn thịt con bao đời. Cha con đã cúi đầu run sợ, nội tổ xin thương mở lượng khoan hồng. Thảm trạng xảy ra con quá đau lòng, mới mở mắt chào đời phải xa cha lìa mẹ. Nội tổ ơi đừng để trẻ mồ côi, cha con biết lỗi rồi đâu dám mở môi. Nội giận cha con xin anh đòn răng dài, con cầu ông đừng làm cho máu chảy. Lỡ một lần thôi ông nội hay lương tình. Trời ơi, con của tôi nên sao? Mẹ con, tôi buồn cho trẻ mẫu thân đây này, giờ mới vui chung hoa. Con ngay từ lâu mẹ thương nhớ con, nay thấy con sao gì mẹ. Còn người hay đến bên cha con, có lòng bấy lâu chờ mong. Thương cha từ lâu nhưng không dám đâu, thân nhuốc chưa có mong nhìn con. Tô Thái Thượng Hoàng hội công đồng xử tội Dương gia. Riêng thần thấy Thiên Nhan vô tội, mê tử sắc là do Phi Giao gây rối. Bỏ ngay vàng trong nước chẳng can qua, tâu hiểu sâu xa có thể bỏ qua. Tội đáng chết là Phi Giao nghiệt nữ. Ta lấy đức trị dân muôn tháng tường trong đục, Phi Giao hãy nói đi cơ sự tại ai? Tâu Thái Thượng Hoàng, Phi Giao làm loạn là do Bảo Hoa phò mã. Phi Giao, người xưng hô với phụ thân của mình như thế sao? Tâu Thái Thượng Hoàng xin nhớ dùng cho câu xuất giá tổng phu. Cha mẹ gả con rồi thì như lều con đã xúc nôi, chưa thọ án giữa kim trần vẫn nghiễm nhiên là hữu hậu sông môi. Cần phải xưng hô như thế mới rõ ràng tôn ti thượng hạ. Thưa ông Bảo Hòa phò mã, như ông thân là tướng giang săn không bồi đắp, lại phải lũy mình vì một mảnh lễ quân. Xin tôi đã thấy
thấy cảnh suy đồi thì làm sao tiếp bước tiền nhân, nên tôi phải gây bạo loạn giữa dân triều, chứ không thể yếu hèn cuối lòng trong tình cảm. Trời ơi, quên nghĩ phải giật danh của người đi trước.
tôi ghen cho tôi. Tôi giật dành hạnh phúc cho tôi thì phải hạ tình địch để thỏa lòng đố kỵ. Đã bước trên một bước, tôi cần phải lấn lướt nhiều hơn. Tuy tôi là mỹ nữ, tài văn chương chẳng kém nam nhân, thế mà bị tấn công chịu kiếp chung chồng. Nếu như Thái Thượng Hoàng không nghĩ quyền vua ép một tơ hồng thì đâu đến nỗi, đâu đến nỗi tôi phải vào cung để gây bạo động, đâu đến nỗi tôi phải vào cung để gây bạo động. Có phải người tôi biểu tôi không? Có phải người tôi biểu tôi không? Đúng, người nói đúng. Lỗi của ta là ý quyền vua băng nạp hủ cung. Không cần hỏi, không cần chờ ý kiến. Đó chẳng qua ta thương nhà họ Hoàng trung liệt, ý muốn cho tất cả hưởng vinh sang. Không ngờ trái y ngươi mới sanh tâm tạo phản. Nếu không nhờ khanh tể trung can thì còn gì là nguyên bang xã tắc. Tội mai hoạt vua trung can giết sạch, tội bất thiêu gia mẹ ở cung chương, tội mưu hại Âu Dương quyết diệt công hoàng dương. Trọng sao lực tiêu hà, tội ấy thế nào người mau ca tung. Đừng có ơi, con ơi, sự ba đau trảm quyết. Trận địa quân y lạnh giả quang. Thượng hoàng ơi lượt tiêu hà, vì một ai xin hãy xuống tay con bằng lòng chịu chết. Đi hà, xin hãy thứ tha cho quy giao hữu hậu, chỉ vì một chút vô tâm mà gây quả. Lòng đau mới gây hờn quán, nên canh phải dương đoà đài. Trăm quỳ giữa chiều trung, gạt canh dùm thường mà tha thứ phi giao nàng. Cắt sâu ơn vàng ngàn đời không phai. Thánh quân ơi xin thương kiến họ Hoàng bảy lâu trung nghĩa, mà giảm án ba ban theo gì tì. Đang lý ra hiền kỷ phải đáng quanh tay nơi thịt, nhưng giảm án tam ban cho thoa giả ghen. Bây giờ nhờ bá quan triều thần tấu rồi, được ta giảm án cho phi giao khỏi tội phanh thay. Trực điện quân, văn phòng tứ bộ và tam ban triều điện. Riêng phi giao thọ an tam ban, do hoàng đế anh tôn phê chiêu. Đi hả? Phi giao. Ủa? Đi hả? Em con mở. Đi hả? Không có gì lỗi.
hỏi vì sao ta thương tội cho nàng. Nát ngọc lòng đau mà ta chua xót lệ tràn. Ta có thể hy sinh mạng sống cả ngôi vương hoàng với bản án tam bang. Vì sao ơi, nếu nàng chết rồi thì ta sống sao yên? Như nhạn lạc đàn kêu xương gọi bàn. Trời ơi dương đấy làm chi mà quyền uy tột đỉnh, nguồn dương làm chi một nhan sắc huynh thần. Đã một lần trái đạo, thế nào anh tôn? Phê kêu hay không? Đừng mê ơi. Phê mau, phê ngay. Mẹ ơi, mẹ nhìn giây phút tiệm đau lòng, thương nhờ có nó về ngàn chữ ăn. Nhờ nó về qua chữ hậu giúp ta bên sáng hà. Giờ phủi tay mà về vào dĩ phía giao đành sao. Dạo chung đôi ai hẹn thề giữa cánh thăng bông nguyệt, là thiên tử quyền quý đô tuyệt vọng, chỉ có một phi dao mộng xuống quang mồ. Anh tôn phê kêu phê ngay. Phê đi bệ hạ, phê đi bệ hạ. Phi giao thọ ăn, đi lên. Phi giao, phi giao, phi giao. Đừng mà, đừng vậy hả? Bây giờ vậy hả? Vậy hả? Thank you.
trời hồng theo cuối mây. Trẻ thơ ta từ sông Hà Nữ con đã gây ra nát tan tâm tình. Hiền tỷ ngày đêm buồn thương con, giờ hay nhớ khiến chi đôi đàn chia lê. Ai khẩn ơi Hoàng thượng nào xa cách ai cần đời, dù ai ăn nhà dừng ngồi bao ai cũng dám đợi phi giao. Phi giao, xin dừng đi. Phi giao dừng tái lại. Ngài hỏi Yên Kỳ An Miễu Tây A Ngũ Hành mừng hướng thân quan lạc khắp chốn điều quan ca nhà nhà đồng an hưởng tả xa tội cho phi nhau không có chết. Hãy vào trong thắp nhang cùng các vị tiên đế bãi công đồng đối với hai ngũ hoàng đối với ngũ hoàng Tê hả? Không có được chết. Vui lên. Vừa rồi quý vị vừa được tới kịch bản này luôn. Con gái tình. Vừa rồi